Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, một bộ cấu hình KK. Ngoài sức mong đợi, ngoài sự tưởng tượng và ngoài tất cả những cái gì mà chúng ta đã mong chờ. Vâng, một bộ karaoke. Vừa hát vừa nghe nhạc. Rất hay, nhưng giá cực kỳ hợp lý. Vâng, sau đây em sẽ kể chi tiết. Em làm tóm gọn trong một cái thời gian rất ngắn để chúng ta có thể quan sát được rất là kỹ những sản phẩm ở bên em nêu trên nhé. Một bộ cấu hình không thể đẹp hơn, và một bộ cấu hình không thể bộ nào có thể vượt qua được ạ. Vâng, đầu tiên em kể đến đó là một nhân vật cũng rất là quen thuộc của Zikado, đó là một đô la Pioneer S75. Một đô la Pioneer S75, đây là dòng loa bass 80 phân khúc 3 đường tiếng, và đặc biệt là được hỗ trợ một loa chung 12 và bass 80 phía dưới, và hai là chép. Đặc biệt mà ở đây nó có một cái núm tinh chỉnh chép, chúng ta thiếu chép chúng ta có thể tăng thêm nhé. Đây là can thiệp thêm chép đấy ạ. Vâng, rất là tiện lợi khi mà có những bài nhạc nó thiếu chép, chúng ta can thiệp rất tốt. Vâng, thì đó là một đô la Pioneer S75 được thiết kế khá là cổ điển, nhưng mang trong mình những cái công nghệ hiện đại, vì là được phía Trung Quốc tích hợp thêm, đó là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Vâng, sản phẩm thứ hai đó là một cái đẩy liền vang USKM 1200 mã. Một đẩy liền vang WeWork 1200 mã, đây là dòng đẩy liền vang cao cấp nhất hiện nay. Có tự động dò tín hiệu và đặc biệt kết nối Bluetooth và đọc thẻ nhớ và USB. Rất là tiện lợi, và đặc biệt là ở đây có chế độ nao nét, đây chế độ lọc sạch âm và lưng tiếng rất tốt. Đó, chúng ta có thể can thiệp vào. Và đặc biệt là công suất này của cái của cái đẩy liền vang WeWork 1200 mã rất là khỏe, có thể kéo được 2 đô la full 330 coi nhá. 2 đô la full 330. Và sản phẩm thứ ba đó là một cái máy lưng tiếng tự đeo có tích mang là CB600. Khi mà chúng ta có một cái máy lưng tiếng để xử lý tín hiệu là nhạc đầu vào, thì hỗ trợ cho những cái âm ly hoặc là những cái đẩy liền vang rất tốt. Đó thì là ba sản phẩm bên em kể trên. Thì tổng bộ cấu hình như thế này là bên em bán là 11 triệu bao ship các bác nhá, 11 triệu bao ship. Và điều đặc biệt cuối cùng mà em muốn nhắn nhủ đến các bác, đó là các bác được sở hữu một cái mic có dây mà bên em tặng kèm cấu hình combo mic có dây Supu 757. Vâng, thì bên em tí nữa bên em cũng sẽ test luôn với một đoạn nhạc karaoke với một cái mic Supu mà bên em tặng kèm với bộ cấu hình như thế này. Và bây giờ chúng ta cũng đi trải nghiệm một đoạn nhạc các bác nhé. Bộ cấu hình quá tuyệt vời luôn ạ. Chỉ có 11 triệu mà chúng ta có 3 sản phẩm rất là chất lượng. Hình thức quá đẹp luôn các bác nhá, hình thức quá đẹp. Vâng, chúng ta cùng trải nghiệm một đoạn nhạc mà bên em đang phối ghép và test với bộ cấu hình 11 triệu. Bên em bao ship, và đặc biệt là bên em bao ship code toàn quốc các bác nhá. Hai số hotline của Zika Audio bên em để phía trên, các bác cũng thể gọi điện trực tiếp hoặc là các bạn Zalo các bác nhá, để bên em tư vấn rất là nhiệt tình và miễn phí ạ. Vâng, thì một đoạn nhạc cũng đủ để chúng ta cảm nhận được cái độ tinh tế được xử lý bởi đô la Pioneer S75, và chất nhạc được chơi bởi một cái máy nâng tiếng và một cái đẩy liền vang. Vâng, thì sau đây bên em sẽ đưa các bác đến một trải nghiệm mới, đó là một đoạn nhạc karaoke với chính bộ dàn mà bên em đã setup và một cái mic có dây bên em tặng các bác. Vâng, chúng ta cùng đi trải nghiệm ạ. Vâng, mặc cái mic Supu bên em tặng các bác đây ạ. Vâng, đi theo kèm theo combo bên em cũng trình diễn luôn một đoạn nhạc karaoke để chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Tiếp đi cả Audio Metro để trải nghiệm đi ạ. Vâng, đắp mộ cục tình.
giấc mộng ban đầu. Giọng khá hay nhá. Yêu người của với đôi ơi, em đang đổ chán tròn. Từng ngày quá phố lá từ ước mộng ấm cho môi tình say như khúc hát. Ai đã hẹn với em để rồi lỡ mối duyên nơi xa chẳng đã yêu. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ rộn non, có ai nắm cả mọi lòng. Đừng nhìn em bước bên trong, hai mươi năm buộc mộng giờ xa. Sông bóng nàng lắng trong cung đàn, em giờ đâu hoàn vui duyên mới. Hai mươi năm cuộc rượu còn đây, hôm qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu vơi tình duyên ta tiên. Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng than. Từng thu thấy lá rơi đắp mộ mình, lá bay chất chất lặng thương người. Nhớ người đã xót ly lệ. Vâng, các bác thấy thế nào ạ? Vâng, một đoạn nhạc karaoke nói lên tất cả với bộ cấu hình mà bên em sẽ đáp cho các bác. Một cái Donald Pioneer F75 vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là chi tiết, hát rất hay, lời rất sáng. Và một cái nâng tiếng và một cái đẩy liền vang Vivo KM 1200mA và một cái nâng tiếng CB600. Sự hòa trộn rất là tuyệt vời các bác nhé, sự hòa trộn rất là tốt. Vâng, có hình 11 triệu bên em bao ship và tặng kèm theo một cái mic có dây Supu. Và đặc biệt là bên em nhận ship cốt toàn quốc các bác nhé. Và các bác có xem video, các bác có thể tham khảo và cũng có thể mua cho mình một đôi loa hay là một cái đẩy liền vang hay là một cái riêng một cái lân tiếng CB600. Và bên em đều có bán tất cả các bác nhé. Vâng, một cấu hình rất tốt các bác nhé. Vâng, sau đây xin phép được dừng video. Thì các bác có thể tham khảo và chọn lựa cho mình những phẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Vâng, đặc biệt là Zikado là nơi cung cấp thị trường bán lẻ hàng đầu Việt Nam ạ. Vâng, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký kênh Zikado và nhớ nút chuông ạ để cập nhật tin tức ạ. Zikado lên hàng ngày. Vâng, sau đây xin phép hẹn các bác vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.